Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định hư hỏng nặng, nên sau khi hết mưa lũ, trời hanh nắng, các đơn vị có trách nhiệm đổ quân sửa chữa cùng lúc ở nhiều vị trí. Tuy nhiên, việc phá các điểm hư hỏng sửa chữa quốc lộ 1 có nhiều nơi còn cẩu thả, chiếu lệ. Trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua thị xã An Nhơn, có một nhóm công nhân vá đường bằng cách múc bê tông nhựa đổ xuống những ổ voi, ổ gà, băng sơ qua rồi để xe chạy lên lèn dùm. Nhựa đường theo lớp xe văng tung tóe trông rất nham nhở và chắc chắn là những chỗ vá này không thể tồn tại được lâu. Dọc quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát có rất nhiều đoạn đường chằng chịt các vết vá mới cũ, có đoạn những vết vá chồng đến ba màu nhựa đường khác nhau trong một vị trí, nhiều ổ gà ổ voi được vá víu cẩu thả đến mức nhô hẳn lên so với mặt đường 3-5 cm như một chiếc tai nấm khổng lồ trên đường. Các tài xế cho biết kiểu vá đường này gây mất an toàn giao thông bởi những tai nấm này khiến ô tô chở nặng dễ bị gãy nhíp, xe máy đi qua có thể ngã đổ nếu người lái không tránh kịp. Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý đầu tư dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1 qua Bình Định thừa nhận rằng quá trình thực hiện công tác đảm bảo giao thông có thể công nhân có sơ suất. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp thu và sẽ kiểm tra xử lý ngay.